Ngày thứ ba bị Covid. Chào buổi sáng mọi người, hôm nay đã là ngày thứ ba mà mình dính Covid rồi đấy. Thời tiết rất là đẹp luôn mà lại không được đi chơi, quá tiếc. Các bạn hãy thông cảm cho cái giọng đang bị ngạt mũi này của mình nhé. Chẳng phải là thèm bánh quần, thế là mình đã gọi về cho hai đứa cùng ăn. Sang đến ngày hôm nay thì mình đã hết sốt hoàn toàn luôn và tinh thần rất là thoải mái. Chỉ có điều là vẫn bị ngứa mũi này, rát họng và ngạt mũi thôi. Ăn nhanh thì còn uống thuốc nữa. Chỉ mong là sớm khỏi bệnh thì còn được ra đường trở lại. Thì hôm đầu tiên bị sốt đã ngủ quá nhiều rồi nên ngày hôm nay sau khi uống thuốc xong, hai đứa mình định là sẽ dậy để vận động một chút bằng việc là dọn dẹp lại nhà cửa cũng như là giường nằm. Xem lại những cái video mà ở nhà uống thuốc này chỉ nhớ lúc ra đường đi chơi thôi. Nhân tiện đây thì giới thiệu với mọi người một món đồ rất là hay mà Chọc vừa mới mua cho tôi này. Đây là photobook mọi người nha. Thay vì in ảnh và treo trên tường để lâu thì nó sẽ bám bụi thì tôi lựa chọn là sẽ in ra thành quyển sổ như thế này và đem giữ làm kỷ niệm. Thật sự là với một cái giá hợp lý nhưng mà ảnh ra quá là chất lượng và quá là nét luôn mọi người ạ. Các bạn có thể dùng làm quà tặng cho nhau những gì quan trọng nhất nha. Thao tác thì rất là đơn giản, các bạn tải app photobook về này và lựa chọn vào sách in đơn giản thôi. Và sau đó các bạn lựa chọn 21 tấm ảnh để có thể cho vào trong quyển sổ này. Tùy các bạn lựa chọn theo kích thước ảnh của từng trang luôn nhé. Lâu lâu thì mình cũng in ra một cái quyển như thế này để giữ làm kỷ niệm, để nhớ về những chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua. Và chắc chắn là khoảng thời gian bị dính Covid mình sẽ không bao giờ quên được. Giữ lại quyển sổ như thế này để về sau còn cho con cháu mình xem.